Xin chào tất cả các bạn. Cứ như mọi ngày thì buổi sáng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái câu nói hay trong cuốn sách này. Và đó là cái phương pháp tôi áp dụng từ 2009 đến bây giờ là 15 năm các bạn. Mỗi ngày tôi chia sẻ một cái câu nói và bắt đầu cái ngày mới của mình bằng việc đọc một cái câu gì đó. Bắt mình phải suy nghĩ. Vì tôi thấy là càng lớn lên thì cái việc suy nghĩ là thứ rất là xa xỉ. Và chúng ta quá bận rộn cho nên là bao nhiêu thứ nó kéo mình vào một cái guồng, lúc nào cũng phải chạy làm, cho nên là rất là ít người bỏ thời gian ra để nhìn lại, để suy nghĩ, để ngẫm nghĩ, để reflect. Thì cái câu nói mỗi ngày đó nó là cái kim chỉ nam cho tôi để mà vận hành trong cái ngày của mình nữa. Ví dụ trong một ngày có bao nhiêu thứ nó xảy ra nó không như ý của mình, mình dễ bị vui cũng vui thái quá, buồn bực, khó chịu, khó ăn khó ở nhẹ như vậy đó. Thì lúc đó mình sẽ nói cái câu nói mà tôi nhận được của ngày hôm nay trong cái cuốn 8,000+ câu nói này, nên là không câu nào giống câu nào hết, cho nên là thì câu nói đó nó áp dụng như thế nào trong cái trường hợp mà đang gặp phải. Thì lúc đó nó giúp cho mình định hình lại được cái cảm xúc của mình, định hình lại được cái suy nghĩ của mình để đưa ra cái quyết định nó chỉnh chu, nó chín chắn hơn. Ok, và câu nói mà tôi nhận được ngày hôm nay các bạn, know the facts. Know the facts nghĩa là gì? Nghĩa là biết hết những cái sự thật, những cái thông tin chính xác. Rồi khi chúng ta có được cái thông tin chính xác, cái thông tin đa chiều, những cái gì gọi nó là facts, thì lúc đó chúng ta mới có quyền để chia sẻ cái quan điểm của mình, để chia sẻ cái ý nghĩ của mình, và sử dụng những cái sự thật đó, những cái thông tin đó, những cái facts đó để làm cái dẫn chứng, làm cái bằng chứng đang xen vào câu chuyện của mình, để cho câu chuyện của mình trở nên thuyết phục hơn, để cho câu chuyện của mình nó trở nên nó nghe nó hợp lý hơn, nó có cái sức mạnh của nó hơn. Và trên cái hành trình tôi đi, tôi gặp rất nhiều bạn chỉ gọi là nói thôi, và thậm chí nha không biết gì hết, biết có chút này, mà lúc nào cũng nhảy vô nói và phán và xử và kiểu là như đúng rồi luôn. Và những người, ví dụ ngày xưa tôi còn bé thì mình cũng ngồi mình cãi lại. Sau này thì mình lớn rồi thì mình cảm thấy là cãi lại thì cũng giống như là nước đổ đầu vịt mà. Thì cãi làm cái gì? Thì thay vì như vậy, một, mình có những cái sự lựa chọn khác, im lặng. Thì im lặng nó có cái sức mạnh của nó. Hoặc là mình walk away, nghĩa là mình bỏ đi thôi. Mình bỏ đi thôi, bởi vì là khi người ta không có đủ cái data là dẫn chứng, nhưng mà người ta vẫn nhảy vào, người ta nói, đó là tính cách mất rồi. Và cái tính cách đó rất là khó để mà chữa, khó để mà sửa, khó để mà thay đổi. Thì tôi hy vọng là nếu các bạn có một cái cơ hội gì đó, có một cái dịp nào đó, ngẫm nghĩ về lại cái câu nói của ngày hôm nay là know the facts. Know the facts, biết hết những cái sự thật đó. Thì lúc đó hãy tìm cách cho mình để mình mở được cái chìa khóa, cái chìa khóa trong cái đầu mình, cái tim mình, cái sự hiếu kỳ của mình, để tìm thêm dẫn chứng, tìm thêm những cái thông tin gì đó để mà thông tin đó nó có thể giúp cho bạn biết thêm cái sự thật của một cái câu chuyện. Bởi vì bên cạnh một cái câu chuyện nó luôn luôn có rất nhiều cái chiều hướng khác nhau. Bên cạnh một thông tin mà các bạn đọc, nó có rất là nhiều cái hướng để các bạn có thể nhìn. Thậm chí là nếu chúng ta không biết được những cái facts, những cái sự thật của nó, chúng ta rất là bị dắt, gọi là dắt mũi. Mà thông tin bây giờ dắt mũi rất là nhiều, người ta kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện về cuộc đời của họ, có thể vui, có thể buồn, nhưng mà không bao giờ người ta kể hết được, không bao giờ người ta sẽ sẵn sàng để kể. Thì khi nào bạn know the facts, biết hết được sự thật, lúc đó mình hãy nhảy vào và mình trò chuyện. Còn không, mình chỉ là những người lót đường